Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình quyết định không ăn tối cùng 11 nguyên thủ quốc gia, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Uzbekistan. Reuters ngày 16 tháng 9 dẫn nguồn tin chính phủ Uzbekistan cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình không tham dự bữa tối cùng 11 nguyên thủ quốc gia bên lề hội nghị tổ chức hợp tác Thượng Hải ở thành phố Samarkand, Uzbekistan do chính sách phòng chống Covid-19 của phái đoàn Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Trung Quốc không có mặt trong bức ảnh nhóm được công bố vào tối 15 tháng 9 khi các nguyên thủ quốc gia bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đi ăn tối. Một nguồn tin chính phủ Uzbekistan xác nhận sự vắng mặt của Chủ tịch Tập Cận Bình và cho biết phái đoàn Trung Quốc nêu lý do là bởi chính sách phòng chống Covid-19. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa phản hồi khi được Reuters liên hệ. Chủ tịch Tập Cận Bình, 69 tuổi, đang có chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát hồi cuối năm 2019. Ông tham dự hội nghị tổ chức hợp tác Thượng Hải do Trung Quốc và Nga dẫn đầu tại thành phố Samarkand, Uzbekistan tuần này. Tổng thống Vladimir Putin ngày 15 tháng 9 cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đã thắc mắc và bày tỏ lo ngại về tình hình ở Ukraine, nhưng ca ngợi nhà lãnh đạo Trung Quốc giữ quan điểm trung lập về cuộc xung đột này. Hai nhà lãnh đạo Nga-Trung đã gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24 tháng 2. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov thông báo, hai nhà lãnh đạo đánh giá tình hình quốc tế giống nhau, không có sự khác biệt nào, đồng thời cam kết phối hợp hành động bao gồm tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để đóng vai trò hàng đầu trong việc thể hiện trách nhiệm của các cường quốc, lan truyền sự ổn định và năng lượng tích cực vào một thế giới đang bất ổn. Chủ tịch Tập Cận Bình nói với Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc gặp. Mặc dù Chủ tịch Tập Cận Bình không đề cập tới Ukraine trong các bài phát biểu trước công chúng, song đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin Bắc Kinh sẵn sàng hỗ trợ mạnh mẽ cho Moscow đối với các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của quốc gia này.